Chị với lại chú á, tính là một ngày 400 suất cơm á, là để gửi cho bà con xung quanh cộng với lại những cái khu vực cách ly á, mới á. Được một ngày thì em mới ngỏ ý là em xin, là hiện tại mình vẫn chưa tới tay được cái người thực sự cần, nên em mới nói là cho em xin khoảng 100 hay 200 suất để em gửi tới cho những người mà khiếm thị, em sẽ mang đến tận nhà để họ có thể ăn mỗi ngày như vậy á, thì đảm bảo được sức khỏe. Ban đầu á, gia đình em tính làm vài hôm thôi, hỗ trợ bà con phần nào, nhưng mà bắt đầu thấy bà con khó khăn quá, cộng với lại khi mà chia sẻ lên á, bạn bè với lại anh em bạn bè rồi mấy cô chú ở xa thì quen chú em, dì em, con em, xong rồi mới nói là thôi cố gắng duy trì, người ta đang khó khăn quá, mình duy trì được thì mình đáng duy trì để cho họ có được cuộc sống nó đỡ vất vả, nên em mới duy trì, rồi em cũng được sự hỗ trợ của cái mạnh thường quân một phần nào đó, tại vì một ngày thì tính ra thì nhà em nấu 400 phần, rồi cho tới bữa nay là có thêm những cái phát sinh rồi, tại vì khi mà em lên báo á, thì cô chú khiếm thị với lại người bị khuyết tật á, họ tìm đến em nhiều lắm, nên cái ai tìm đến em thì em hỗ trợ, rồi cứ em cứ coi duyên á, ai tìm đến em để em hỗ trợ, năm ra nó phát sinh nhiều thì nó cứ hạt gì một ngày cũng phải từ 700 đến 800 suất. Mà vậy như vậy em làm như vậy thì phải có nhiều người cùng phụ với em chứ hả? Chứ một mình em với mẹ sao làm được? Em nấu tại nhà hay là em nấu ở bếp ăn lớn? Dạ em, nhà em có một cái xưởng bán cháo là của dì em á, dì em với cậu em, dì em với chú em á, mới là có còn hàng xóm một hai người, rồi có mấy anh chị trong gia đình nữa, gom vô là cũng được gần 10 người á, coi như cái đó là một cái bếp chính. Ở bên đó là một ngày thì trung bình là 400 500 suất, còn mà không đủ khả năng á thì 300 suất, còn em thì hiện em đang ở bên Thống Nhất, thì em một ngày thì em chia ra nhiều việc, cũng một làm giống như đóng quà gửi cho những cô chú ở xa, rồi em hỗ trợ phần nào hiện kim cho những cô chú mà em có thông tin ở xa mà đang thực sự khó khăn, họ tìm đến em, thế là em cứ làm vậy đó. Bên này em thì em có bạn bè, cũng có một hai bạn coi như là cũng hy sinh gia đình đâu rồi kia cũng qua phụ em, nói là thôi coi như là mình tích đức rồi, vậy làm phước vậy đó, thì bắt đầu vài người qua phụ em. Là tốt quá. Trong cái lúc này mọi người ta đang cần sự chia sẻ đúng không em? Là khi mà tất cả những cái chi phí nó đội lên và cái suất cơm nó lên nhiều quá, có những cái chỗ mà nhất là ở bên Gò Vấp vừa rồi là cũng bị rất là căng thẳng về vấn đề là giãn cách cũng như là bị giăng dây này kia, thì làm sao em có thể trong một ngày mà em di chuyển hết tất cả cái số lượng lương thực và thực phẩm đó cho đến tay của những người khiếm thính khiếm thị họ không đi đến lấy được? Dạ em làm theo giống như là phản xạ tự nhiên vậy giống như là mình bây giờ mình phải sắp xếp làm sao để cho nó phù hợp cái thời gian mà từ buổi sáng mình dậy thì mình sẽ làm cái gì trước, rồi mình chuẩn bị như thế nào để cho một ngày nó phù hợp, nó kịp tới với mặt tay mọi người trong khả năng của mình thôi. Ai tìm tới em là em sẽ hỗ trợ, tại vì em biết chỉ có khó khăn nhất thì người ta mới tìm tới mình thôi. Bình thường nhà em á, bếp á, thì cứ nấu vào buổi chiều là chuẩn bị cắt rau củ này kia, thì chuẩn bị sẵn đồ ăn á, là vào tối là chuẩn bị sẵn rồi, rồi tối nghỉ ngơi, 4 giờ sáng dậy thì nấu nấu rồi chuẩn bị hộp đóng hộp rồi thành phần này kia, thì cũng thành tới 10 giờ 10 giờ 11 giờ là xong được 400 500 phần. Thời gian buổi sáng thì em là mấy anh chị cô chú hỗ trợ là tiếp tới tận nhà cho cô, cho ở những nơi khu cách ly, rồi những chỗ cô chú khiếm thị mà em đã có sẵn danh sách trước đó là em đã đi tìm từng nhà luôn, rất là thời gian tìm từng nhà cực lắm, nhưng mà tìm được nhà là cũng vui, cũng cũng có mỗi danh sách như vậy á, thì em cứ chạy mỗi ngày quay qua quay lại, thì cái thời gian mà chạy buổi sáng phát cơm á thì tới khoảng chừng 1 giờ là xong, khoảng 1 giờ là em Nhưng mà xong. em phát như vậy là em chỉ phát có một bữa hả em, một bữa trưa thôi hả, còn buổi chiều thì như thế Dạ, nào hả em? em chỉ phát một buổi trưa, nhưng mà trong buổi trưa đó là cái đủ ăn được cả buổi chiều á, À đúng rồi, một là phần cái mình phần phát ăn đó thì là đủ ăn một ngày. Những cái lúc mà người ta bị phong tỏa hay là những cái giăng dây như vậy thì làm sao em có thể tìm đến để em đưa được? và khi mà em tới đó thì đa số những cái điểm em khiếm thị á chưa nằm ở trong khu giãn cách, thì em tìm tới những người đó hỗ trợ trước, còn những người mà bị dính trong khu cách ly á thì em tìm có người thân nè, có hàng xóm, thì chính đích thân họ nhận được hay không á, họ sẽ báo cho em là ừ chị có nhận được rồi, hàng xóm có gửi cho chị đó, thì em vẫn gửi vẫn tới tay được, người ta ra tới tận cái cổng người ta lấy giùm. Và có những người họ bị không có khả năng mà để mà ra lấy á, thì họ đi đến sâu hay là họ chậm cái là không còn đồ ăn luôn á. Cho tội nghiệp ha. Những mạnh thường quân khác họ muốn cùng em hỗ trợ với em hay là góp thêm một phần vào cái công việc của em làm, thế thì em có nhận không? Dạ em có nhận mà, chỉ có điều là mình nhận mình cũng có ngại,
Có nghĩa là mình biết là khả năng của mình tới đó thôi. Khi mà mình em nhận vô em không có nghĩ nhiều, em chỉ nghĩ là mình có thêm kinh phí á thì mình sẽ làm được nó dài hơn, cái đường mình làm nó dài hơn. Tại vì em biết dịch nó dài lắm, một mình em hoặc là gia đình em không đủ để mà chống chọi được, thì mình phải có thêm sự hỗ trợ của vòng ngoài. Nếu mà họ cảm thấy là họ đủ tâm, họ tin tưởng mình á, thì họ sẽ cũng liên hệ tới em. Có những anh chị á thì gửi cho em hiện kim, hỗ trợ em hiện kim. Từ cái hiện kim đó thì em phân ra từng phần ăn mỗi ngày, cộng với lại em làm những phần quà á, em gửi những cái anh chị ở xa trong khu vực thành phố thôi. Còn nếu ra ngoài khu vực á thì em lại tìm cái thông tin của họ qua một số người giới thiệu, cộng với lại từ khi mà em lên báo á thì người ta có thông tin của em, thế người ta tìm tới em, xong rồi qua Zalo em mới lấy hình ảnh, em lấy thông tin của họ, rồi em lấy số tài khoản, rồi em hỗ trợ họ bằng hiện kim từ xa. Em mới nói là ừ, có gì nếu mà có hàng xóm hay là có ai đó có thể mua rau củ hay thịt gì đó để hỗ trợ cho anh chị nhờ giúp em ở xa quá, em chỉ hỗ trợ được phần nào vậy đó. Vậy thì cũng rất là hay, em tính toán vậy thì cũng đúng, vì mình muốn sử dụng đồng tiền cho hợp lý nữa, thì những người mạnh thường quân họ cảm thấy họ yên tâm, và khi họ gửi cho em họ cảm giác rằng là họ có thể chung tay với em được thì họ cũng cảm thấy rất là thoải mái. Mà như vậy thì họ sẽ tìm em bằng cách nào? Đa số là họ tìm tới em trên Facebook. Số điện thoại của em thì cũng được một số anh chị cũng có nghệ sĩ á, thì họ biết là em đang cần sự hỗ trợ thì họ giới thiệu với thường quân, mà họ cũng có khả năng cộng với lại họ có tiếng nói để họ hỗ trợ em, họ cũng chia sẻ bài và giúp đỡ em với khoản đó. Thì em có ngại không nếu như em nói ra cái số điện thoại của em lúc này, biết đâu có những người người ta xem chương trình và người ta có thể là đồng cảm với công việc của em, họ cảm thấy họ muốn chia sẻ. Ban đầu em ngại lắm, nhưng em kể chị nghe chuyện này vui lắm. Người ta tìm tới em á thì đa số là những cô chú khiếm thị với lại bị khuyết tật. Trong một ngày em nghe với cả 100-200 cuộc gọi á, thì cứ 1 phút và 2 phút là em cứ nghe đó. Em nghe vừa nghe xong thì nói à dạ anh chị cho em xin hình ảnh, địa chỉ với lại số tài khoản của bên Zalo giúp em, để em check một cái rồi em sẽ gửi tiền cho anh chị. Thì bữa đó cũng có, em biết chắc là do sự giới thiệu hay ai á gọi tới cho em, thì em cũng nói vậy anh chị cho em gọi qua Zalo giúp em rồi gửi cho em hình ảnh đó. Thì thật ra đó là cái người chị đó là Mạnh Thường Quân muốn hỗ trợ em để mà làm đó. Thì đó thì em mới dạ em xin lỗi chị, tại vì em cũng kiểu em do em nghe liên tục á, em không có kiểm soát được, em không để ý. Những cô chú khiếm thị á với lại khuyết tật có số điện thoại em được thì cũng có thể là Mạnh Thường Quân cũng có số cũng không sao, bởi vì khi mà em có cái khoản tiền đó thì em cũng lan tỏa được rộng hơn thôi, em hỗ trợ được rộng hơn, bởi vì trong khả năng mình. Trong đầu em chỉ nghĩ là cứ ai tìm được tới em là coi như duyên là em giúp liền. Chính vì cái tuổi trẻ đó của em mới lan tỏa ra những cái năng lượng tích cực cho các bạn trẻ khác. Dạ, ban đầu thì tại vì do có nhiều chuyện xảy ra rồi em cũng thấy là mình không biết, tại bản thân em trước giờ em chưa có kêu gọi về việc em không khai số tài khoản hay là kêu gọi về việc gì hết á. Em chỉ là trước đó em tự, có nghĩa là em tự với lại mẹ em từng tổ chức làm từ thiện làm cho người khiếm thị vào tất niên á, là cuối năm là em cứ tổ chức một lần như vậy, em với mẹ rồi cùng một số cô chú rồi cũng có bạn nữa hỗ trợ em, là em gom tiền vô xong cái em làm một cái nhỏ nhỏ kêu giống như một cái party là cô chú được ăn uống, được ca hát rồi được chơi đùa với nhau một chút, xong rồi em gửi một phần quà, một ít tiền để cô chú có thể về quê, đó là vậy thôi. Xong rồi em cứ mới có làm mới trước đó thôi, nên em chưa có nghĩ là mình phải làm cái gì lúc này. Khi mà em lên báo á, thì bắt đầu cũng có nhiều sự hỗ trợ thì em nghĩ có thể là đủ, em nghĩ là như đó là em duy trì được ví dụ được một tuần hay hai tuần đó, thì lúc đó mình cái gì tới thì tới, tiếp tục thì mình cứ tiếp tục. Em chỉ nghĩ là mình cố gắng hết sức rồi mình cứ làm như vậy. Bây giờ em làm quen rồi á, em mà ngưng một ngày á thì em sốc lắm, bởi vì cô chú mà một ngày mà người ta chờ và ngăn của mình, nên em không thể ngưng được. Nên bây giờ em cứ ví dụ em thấy là mình đang kiệt sức thì em cũng những Mạnh Thường Quân cũ á, em mới nói là bây giờ em cũng kiệt sức rồi, có gì có thể hỗ trợ em gạo, hỗ trợ em phần nào cái gì đó, hoặc là bây giờ em thiếu thịt thiếu đồ á thì có thể hỗ trợ em để em mua em bù rồi em làm cho kịp, thì em cũng có được nhiều sự hỗ trợ rồi em duy trì. Từ hồi em làm cho tới bây giờ là em đã làm được bao nhiêu lâu rồi, hay là em chỉ mới bắt đầu
đầu thì ngày đầu tiên giãn cách thì nhà em bắt đầu là trước đó là tính rồi, nhưng mà ngày ngày đầu tiên giãn cách á, thì nhà em bắt đầu đi mua rau củ rồi thịt đồ này kia chuẩn bị ngày đầu tiên giãn cách luôn, là bỏ bắt đầu từ ngày thứ hai cho tới lúc này luôn là ngày nào em cũng gia đình em cũng tất bật luôn, là không thiếu ngày nào hết. Trong quá trình em chạy đi khắp nơi rồi em bươn chải rồi em xin thực phẩm rồi em được tài trợ, trong cái quá trình đó em có những kỷ niệm nào không? Cái khó khăn là ban đầu em tìm tới cô chú khiếm thị á, trời ơi em mới tới một cái điểm đó thì em được cái địa chỉ là em tới đó gặp một anh tên là một cái chú tên là Phúc, chú đó thì em gọi điện không được. Em tìm tới nhà rồi nhưng mà vẫn kiểu mình không có biết cái nhà nào là chính xác, thì em mới đứng tới cũng 2-3 mét thì em mới thấy một cái cô đang ngồi trước cửa. Em mới hỏi là cô ơi, em vừa kêu cô ơi thôi là cô nhảy trong nhà, cô đóng cửa sắt lại luôn, là em không chưa kịp hỏi gì luôn chưa kịp hỏi gì hết á. Sao vậy? Là người ta chạy rồi, người ta thấy mình, người ta cũng chạy rồi, tại lúc đó dịch nó căng không cho giao tiếp rồi, ai mà thấy người lạ là người